OK, mà đập bọt nó tại mặt đó cứ ắt ỏi phlương tại mặt đó nè anh chẳng nhóm có tình bọt thầm mây máu hay đã cho bà dương tình máu bọt một phía vì ở thầm mây đây bởi vì sử dụng cháy hay vì mặt tắc đại thế bàn tay có thể mặt tắc đi mặt tắc còn ba ở chẳng hạn yes bà có mong màu bị kê máu anh chẳng nhóm chọc đàm thử cặp lập đồ tờ lờ CPU muốn bà ok dương lập đồ tờ lờ CPU bà top bì và lời nhóm của bộ nghiệp chấp đảm thử cả đặt CPU 2 hay có hiệp chom để cái nông bộ thông thế cứ dừng đặt lửa CPU fan và nâng cứ CPU fan và nhóm bạn đặt tờ lửa CPU cooler hay ấy cứ bộ phết thêm một phát hay hay chẳng nhóm đặt tờ lửa CPU fan nào hả yes lời ok nếp bà chia bộ phết CPU cooler bà nào khả năng CPU cooler rồi có dừng hai thay chia thermal pass mẹ ạp chia tất cả chia đã rồi có cài tất cả chia đặt bà tỏ lửa CPU chắc hẳn hả yes ok chẳng đẹp bây giờ đã hai cứ dừng hiệp chấm đồng bày đã tỏ lửa CPU fan bà chia bà bệnh tăng hào bỏ CPU bà ok yes bà hiệp chấm rồi hai ta hãy khơi nhé ok bà cảm mong mà đo ngay nâng hay chẳng có riêng chăm ngay nâng tại mà đo tới bà vị trí bộ phết mà đập bọt sẽ hạ khốc muối bà chỉ bộ phết mà đập bọt cho nón tí bày support để hạ thả LGA đập hẹm hạp đập mũi hạp hẹm hò yes miễn thật bần năng ai thì cứ dừng riêng hỏi dừng ai đã rèm hỏi lực chập cho mũi nâng thông đó cứ vì đâm nạ cài nè tạo ok bye bye.